Hiện Tiên xin chào cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên Vlog. Thì bữa nay là chị Thu đặt một cái mâm cúng cho chú Vũ Linh, cô chú anh chị ơi. Bây giờ chị là bên cái nhà hàng. Có gì nữa không chị? Hết rồi phải không? Rồi ai trả tiền đây? Anh trả. Đây anh gửi cho. Chút xíu em đưa lại cũng được. Rồi vậy được. Nè em cầm đi. Rồi đưa đi em cầm. 1 triệu. Ủa đó em đặt 1 triệu đúng không? Dạ, có qua đơn rồi ha. Có qua đơn luôn mà. Cái hùng này có trả lại không chị? Dạ không. À, có qua đơn luôn à. Rồi vô đi. Rồi vô cổng trước đi. Rồi vô lẹ tại cái đường này không có để xe. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để cô. Cảm ơn chị nhiều nha. Đó, anh xong vô trước đi. Ok bạn ơi. Rồi em đứng này đó. Hôm nay là cũng giả là đem bàn ra. Chú rồi. Hôm nay là cúng hoành tráng cho chú nha. Cúng hoành tráng nha bà con. Của chị Thu. Hoành tráng nha. Chị Thu Việt Kiều Mỹ nha cô chú anh chị. Chị cũng là cái cái người kia này là về để cùng với mấy anh em là đi trong cái chuyến rồi giờ chiến miền Trung để mặc chức năng miền Tây nha. Ờ. Qua từ thiện mặc trải nghiệm thêm bạn nữa không? Thêm bạn nữa đi. Ở miền Trung. Nắm rơm em ổ lòng nắm nắm đồng cô nắm gì đó. Nắm bò ngư hả? Bò ngư quá. Nắm gì nhỏ nhỏ hả ta? Thì mình để đi. Ê, 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 có ai quay quay cạn cảnh không? Lỡ mình dở. Ê, chồng ơi, cái này anh hạ xuống giùm em được. Ý là anh hạ cái cây xuống á, cho nó dễ. Làm em coi cái này cho chị nhắn. Đây. Ê, ê, ai vậy? Chị bích, chị bích. Không sao. Ê, không sao. Làm lại. Trời ơi, sao? Chết tôi. Mà bởi luôn là càng ngon. Tại vì bởi luôn cái tí nó mua cái mới. Anh em mà gặp sự cố mà kêu bởi luôn càng ngon. Ủa ừ, nhìn thấy hoành tráng quá ta. Rồi thôi giờ để hai trái đi luôn đi cho dễ thấy. Ồ. Ừ. Hoành tráng quá rồi. Sớt ra anh ta. Sự cố tránh động. Hỏi gì cơ mình hỏi sớt ra đi sớt. Thôi anh cứ cái hộp thôi được rồi. Cái này. Cái này mình cắt ra làm hai đi cậu mình đừng đồ. Có bún á mình bỏ vô cái chén đi. Bún bỏ vào dẻ, bún bỏ vào dẻ đi. Ý là muốn cần chén để lên. Muốn cần chén. Cái này cũng để ra dĩa. Để gì hợp lý hơn đó, nó đẹp. Ờ để ra dĩa luôn á. Còn bánh hồng tôm á mình cắt cái hộp ra mình bỏ. Ơi này mình để vô ăn luôn đi. Bỏ vô hộp. Dạ. Bỏ vô đi. Trước sau thì nó cũng vô chỗ rồi. Chỉ là mình bật nó lên đi. Nó nóng nóng luôn đi. Bật lên luôn. Không sao. Bắt cơ mình múc ra mấy chén ha. Đúng lâu lắm. Năm rồi. Mình bỏ là chén luôn quá. Đúng rồi. Đúng lâu chín lắm á. Rau nó mới mau. Vậy ha. Bỏ ra hai ngày ta. Vậy mà anh lên anh đồng ý. Trả luôn đi. Nắm là trụng nóng vô kiếm rồi dứt. Ôi trời. Dứt rồi. Ôi. Thôi. Biết còn nắm. Nắm lâu chín lắm ông thầy. Nắm. Ừ. Có mình ảnh nói mau. Lần đầu tiên tôi mới nghe nắm lâu chín á. Ừ. Nắm là phải chín một chút rồi mới cái ra. Phải nước mắm gì mà hủ hủ đẹp vậy? Thôi để gì hủ nè. Ừ. Nhà hàng mà. Không lấy cái khăn giấy chị để con cá nó bị đổ. Bún bún này mình đổ cái dĩa luôn. Bây giờ mình để vô chén. Ở à, chén này anh sắp xung quanh luôn. Ờ cầm lên vậy đó. Ờ ừ. Dạ. Cơm chiên hả? Cơm chiên Dương Châu. Căn Châu hay Dương Châu? Dương Châu. Ủa vậy là mình 5 chén bún mình chắc con đi. 5 món nha bà con. Ê, 5 chén bún sao anh kêu đi. Em kêu Dương Châu. Đúng rồi. Anh kêu Căn Châu đúng không? Dương Châu đúng không? Đó, mình bỏ bao tay ngoài. Cơm sao mỗi lần hỏi đúng không? Cái đầu quay vô cái mặt người ta ha. Quay cho biết ai nói. Đúng là cơm chiên. Nói chung là cái này là 5 món. Ngũ hành. Con xa là cơm chiên Dương Châu. Dương Châu nữa có người ơi, Căn Châu. Chân châu nó khác ngay rồi chân châu này gỏi gì ta gỏi ngó sen hả anh gỏi nấm gỏi lẩu lẩu nấm còn à gỏi gỏi ngó sen hả ngon nha cái đồ xào quay giống có củ hủ dừa hay gì ngó sen củ hủ dừa là chắc chắn rồi đó phải ngó sen ngó sen với nấm hả nấm á anh nghe củ hủ dừa cái anh nói đâu rồi cái củ hủ dừa đó nó hiếm ở bên kia mấy cơm mình nghe để cơm này ha
Thôi đi ra một đi, cái món đầu này là nấu cái gì vậy? Bún bên đây cơm bò sen gỏi nấm. Biết rồi, thì ngỡ ba xuống giữa đầu này đó. Được rồi, nó bán nguyên một cái chợ chứ cũng không được. Nó khác, còn mình là đây là bánh két anh ơi. Cơm chiên Dương Châu, rong biển. Dương Châu hay là Trăng Châu? Dương Châu. Đó, Dương Châu rong biển hay không? Dương Châu là của Tây Ninh á. 200 ngàn. Mì xào. Dạ. À, miếng trộn hủ hủ tiếu áp chảo trời ơi số cái chữ gì nhỏ xíu siêu ông đó, nè mì xào hủ tiếu áp chảo nè đó. Này là bì cuốn 200, cái này là lẩu thái lẩu thái, cái này lẩu thái chặt lấy nó cố đi 1 triệu. Dạ cho con ba là tổng cộng là 1 triệu á. Dạ 1 triệu cái bàn này lẩu thái là 300 đó. À, tính là đồ ăn chay hả nha cô chú anh chị, mà nhìn hấp dẫn quá ha. Lần đầu tiên mà mình đặt cái nhà hàng ẩm thực luôn á. Nhà hàng này rồi, trong nhà hàng nó làm sạch sẽ lắm nha quý cô chú vậy. Thì mình có đến nhà hàng mà. Đủ gì thôi, đủ gì thôi. Cho em một chén bún nữa mới đủ. Đúng, một chén bún nữa mới đủ. Nhà hàng này là buổi tối á, người ta đến ăn trong máy lạnh á. Ở đâu? Ở Mỹ Phước 2 á. Mỹ Phước 2. Ta làm sạch sẽ lắm, có nhân viên rồi, ta có bảo vệ thôi. Nước ta nói mấy cái này là ta nói được từ thôi. Mấy cái hãng đó nó ở Mỹ á. Mình nó ở Mỹ Phước 2. Mình nói cho người ta có Mỹ mà Mỹ mà Mỹ Phước 2 hả? Ờ, mình nói cho người ta có một cái sự tò mò để ta lắng nghe tiếp. Ok. Mình đúng là của Việt kiều nào phải tiên? Hồi nãy em nghe anh giới thiệu cái đầu video rồi mà. Anh giới thiệu hoành tráng lắm mà sao giờ anh hỏi nữa. Là của chị Thu Việt kiều Mỹ đó. Tại chị có việc nên là không có lên được sáng hôm nay, thì mà chút nữa 1 giờ là chị sẽ lên sau. Để chị vào viếng mộ chú Vũ Linh của chú anh chị. Cái gì nữa? Ơi, trái cây. À, xong hết chưa? Cái cà phê sữa nữa nha. Đâu? Một ly nữa đằng ấy cà phê sữa đúng có cà phê sữa nữa. Thiếu được hả? Sao thiếu được? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Trời. Đó. Tại nãy mình mua riêng. Tại chỗ này không có chén với lại đũa để cúng giải chiến nên là phải mua riêng. Thôi cho người cầm ly cà phê sữa đi anh. Sao đi để đổ á. Thì vậy em ăn nè. Vậy là bữa nay có 10 người chẳng luôn á. Không có dư không thiếu luôn á. Sao vậy? 10 người luôn á. Mạnh hả? Hai. Năm mười, mười người đủ luôn á. Năm. Mà không có dư không có thiếu. Ừ sao đúng 10 người luôn vậy? Không có lẻ luôn á. Bữa nay đúng 10 người ở mộ luôn. Ngọc tính chưa? Rồi. Đã có bà kia nước kìa nên mình phải cẩn thận đi không có đổ anh. Trời ơi. Đó thấy không? Tới còn ngã nữa thấy không? Mình cho bình hoa mình để giữa đây nè. Đi qua đó đi. Cái trái cây đưa ra ngoài hay đưa đâu? Rồi nhân vật quan trọng chị Hương. Rồi, đi vào. Đẹp luôn rồi đúng không? Cho ớt à. Trời ơi nãy giờ bên bấm quay. Trời ơi nhưng mà nói khí thế với người ta dữ dằn. Có chứ dở gì anh bấm hay cả. Ôi ơi. 9 phút mấy không mà anh hầu. Ngay chị tin. Với lại 247 cà phê sữa cô chú anh chị ơi. Từ nãy giờ nó mới nhắn tin lại dạ đúng rồi đó anh. Mấy đứa này lâu bô công việc á. Ngủ hay sao không à? Đang ngủ vô thức luôn ơi, kẹo hải hoài. Hải bức xúc quá trời. Cái tướng này còn buồn ngủ hay sao không à? Hải bây giờ không cảm nữa tại nó đang nôn. Nôn được nhìn cái đứa con tinh thần mới. Rồi anh lên
em nhớ đi. Động lực đó nha. Động lực để làm YouTube đó. Anh Minh cũng đi, anh Minh cũng đi. Đó em. Bộ chị gửi ai thì cũng đi. Rồi, à, cho mấy anh. Hiện tiên cúng đi, cái này chị à, không gửi em. Đó giờ chưa thấy Hiện tiên cúng. Thôi. Thôi, hai anh là gái hay nhất rồi, cúng đi. Không. Cho Hiện tiên cúng đi. Thôi, cũng được, cũng được. Không được, thôi. Không được, không được. Thôi, vái đi, anh vái đi. Khổ thiệt chứ. Hai anh vái là chuẩn nhất thì cúng đi để cho chú dùng. Tí mình vái chuẩn. Cái này ngày 9 không ta? Ngày 9. Bỏ chạy sau thì kìa. Sau cái nắp mở ra. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2024. Đem đây đâu đây luôn bà. Làm giáp hình con để cho kênh YouTube được nó dư. Hôm nay là cái chương trình hỗ trợ mấy ta chuẩn bị chương trình. Và nghệ sĩ của Vũ Linh đồng đội Văn Quang có danh là Tâm Giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 58. Mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 nhập ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão hưởng thọ 66 tuổi đang tại Hoa Viên Nghĩa Trang Dương. Thì hôm nay con thắp ba nén hương này con thay mặt cho chị Thu ở bên Mỹ gửi cúng cho cái khu một cái nhà mâm cúng chay gồm có là lẩu nhân châu gỏi cuốn bì cuốn gỏi ngó sen mì xào mì xào nước thì có 247 xì tin cà phê sữa trái cây thì có xoài nhãn hoa tươi thì con mời hương linh của ông giỏi Văn Quang cho tất cả các chương trình về dùng bớt ra là miếng nào ra hết tóc luôn rồi hả cũng như là phù bớt miếng nữa ra dặn trở lên cho chị Thu của mình Mỹ được dồi dào sức khỏe gia đạo bình an phát tài phát lộc lấy miếng bún đó bên kia kìa bên ngay chỗ hết á ngay góc đó bún nhiều á lấy miếng đó thì rồi cảm ơn cũng chị Thu gửi Hiện tiên cúng mà Hiện tiên ai cũng cũng được mà hai anh là vái hay nhất ở mộng để cho nó sẽ sôi lên chút xíu rồi mình gấp ra ngay cái mâm quá hoành tráng hết mình. Cái này là nhà hàng ẩm thực chay luôn á quý vị. Thì Diệu Thiện. Diệu Thiện hả? Diệu Thiện. Diệu Thiện hàng ẩm thực chay Diệu Thiện. Diệu Âm. Diệu Âm. Diệu Âm đâu đây ông nội. Anh nhớ chị hay sao mà anh cái Diệu Âm. Hồi nãy giờ mấy anh em mình chuẩn bị cũng cũng nhanh quá ha, mấy cái 13 phút xong. Nhanh mà. Ừ, mười mấy phút xong. Gọn gàng mà. Nên hoa nè, trái cây đồ sẵn hết rồi. Nước thì kêu rồi, đâu có chờ gì đâu. Em làm em chuẩn bị hết các chỉ cần người ta đem đồ cúng giao đồ cúng vô là cúng thì chú cho dùng nóng ha. Kiên lương Kiên Giang. Cô Kiên Lương Kiên Giang. Ồ. Ấy, quay sao bạo lên. Kệ cái chú ơi, hai bịt mặt á. Người ta đã hiện tiền xin kết thúc video nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đã xem kênh có buổi chưa tốt lành. Đặc biệt là cảm ơn chị Thu và các bạn cúng này nha. Chúc chị gia đình gia đạo bình an. Gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong công việc.